của mic. Equy mic, mic 3, mic 4, mic 1, mic 2 đây. 3, 4. Equy của Zivert. Equy của Echo đẹp phết. Đây là của mic của nhạc. Nhạc ở đây. Equy của nhạc. Đây, phần là men nào. Đây. Chả thấy cần ở đâu cả. Đây, đây nữa. Center đây. Sub đây. Đây, chuyện như thế này thì reset hết lại mình làm được. Chuyện thế này là sao mà hát được các bác? Không có một chút kiến thức gì về cần EQ, về vang số cả. Đấy, và là bắt đạo đâu lại con số 0 này. Đấy, rồi.